Dạ anh chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em Nhân nha. Thì hiện tại em Nhân đang ở một giga rất là rộng lớn. Đây là giga Omega anh chị ạ. Đây là giga mà thường là những cái tàu nhỏ ở những cái tỉnh lẻ mà muốn đổi tàu lên những cái ga lớn thì thường đổi tàu ở đây anh chị. Và thường là ở cái chỗ này là một cái nơi rất là sầm uất và nổi tiếng ở vùng Tokyo nha anh chị. Thì bây giờ hôm nay em Nhân sẽ quay cho anh chị xem cái cuộc sống về đêm ở Omega như thế nào nha. Đâu chỗ nào em?